Ở nhà cũng không biết làm cái gì hết, các bạn ơi, rất là chán. Hồi đó đi làm rất là nhiều thì chỉ có muốn ở nhà thôi. Bây giờ ở nhà mới có ngày đầu tiên thôi mà đã thấy chán rồi. Thế là hôm nay phải lên làm vlog để nói chuyện với tất cả các bạn và chia sẻ với các bạn rằng cái sự chán nó như thế nào. Hi, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Hello How. Hôm nay là ngày đầu tiên mà bị lay off và ở nhà, cũng như là một cái ngày mà không có đi tập gym được. Là lý do tại sao? Lý do là ngày hôm qua tiểu bang Washington đã ra một cái quyết định là sẽ đóng cửa tất cả các quán bar, nhà hàng và những nơi mà tụ tập khoảng 50 người trở lên. Thì trong đó có đi tập gym luôn các bạn à. Và gym bây giờ là không có mở cửa nữa rồi, nên không có biết là khi nào sẽ có lại cái summer body. Nhưng mà hiện tại là tình hình trước mắt là sẽ thấy là cái summer body không có, mà là booking seasons gonna be sẽ kéo dài mãi cho đến khi nào mà gym nó mở cửa lại. Thì từ bữa đến giờ ráng để đi tập gym để mà có thể tăng cơ giảm mỡ. Nhưng mà thú thật với các bạn rằng với tình hình này thì thấy mỡ và không thấy cơ đâu. Và cũng không biết tại sao mà hôm nay trời rất đẹp. Các bạn thấy không? Trời rất đẹp. Và nhiều người bắt đầu đi lại à. Nhìn thấy là nhà hào là ngay chỗ cái con đường mà rất là xe rất là tấp nập. Thì hôm nay là thấy cái xe đi tới đi lại luôn nhiều hơn là những ngày trước. Có thể là gì? Trời đẹp. Cũng có thể, mà cũng có thể là mọi người đã bắt đầu đỡ hoảng loạn hay sau đó mà đường lại đông lên. Hy vọng là với cái đà này thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường, nhưng mà hiện tại thì chưa có thông cáo nào hết. Hiện tại thì rất là nhiều người bị lay off và bị ở nhà, và Hào là một ví dụ. Bây giờ gym thì đã đóng cửa rồi, không biết làm gì hết. Hôm nay là ngày đầu tiên mà ở nhà. Rồi nếu mà đi chợ thì chỉ có nhào lên xe mà đi, chắc là lát nữa phải đi bộ cho nó khoai khỏi đầu óc. Chứ ở nhà từ sáng giờ muốn khùng luôn, coi phim bộ chắc luyện được mấy bộ rồi, và coi YouTube giờ cũng không còn gì để coi và cũng chẳng có gì để coi trên YouTube. Và thế là Hào lại lên đây và nói chuyện với tất cả các bạn. Tại vì giống như là đã hứa vì không có gì làm nên làm vlog mỗi ngày để ghi lại những khoảnh khắc này. Sau này mình già đi 5-60 tuổi rồi nhìn lại đó, lúc đó có những cái kỷ niệm mà nhìn coi sẽ rất là mắc cười ngồi đây nói. Giống như là hồi đó mình, các bạn, mình coi phim á, mình coi thấy là ồ người ta già, xong cái người ta coi lại những cái khoảnh khắc người ta ghi nhớ. Thì đây là chính là cái hiện tại này đây. Hôm bữa họ có post lên cái Facebook nói là một cái post gọi là, các bạn có coi Netflix á, các bạn có biết Black Mirror là cái TV show mà rất là nổi tiếng trên Netflix. Thì nó là những cái chuyện mà rất là kỳ dị và kỳ quái. Thì hiện tại xã hội chúng ta với cái căn dịch bệnh này thì giống như là Black Mirror đó. Thì họ có ghi là Black Mirror đã đi quá xa trong cái episode này, có nghĩa là trong cái tập này thì đi quá xa, tại vì hiện tại chưa có thuốc chữa và chưa có vaccine và mọi người bắt đầu trở nên hoảng loạn. Nên nhưng mà chúng ta nên giữ bình tĩnh, tại vì đâu có gì mà hoảng sợ nếu bạn rửa tay đều thường xuyên, ăn uống đầy đủ. Ok, dẹp qua cái vụ mà nói về corona từ bữa giờ. Nhưng mà hôm nay thì muốn làm cái vlog này để chia sẻ với các bạn là Hào đã ở nhà và lay off. Thì trong thời gian lay off là, mà lay off có nghĩa là bị thất nghiệp, nhưng mà làm sao mà mình có thể tồn tại trong những cái ngày thất nghiệp này, thì Hào đã làm gì và Hào đã được có những sự giúp đỡ từ đâu. Đây là một kinh nghiệm rất là tốt. Nếu như mà sau này có bạn nào mà đi qua Mỹ hay các bạn đang ở Mỹ, sau này bạn bị lay off, thì đây có một kinh nghiệm mà Hào chia sẻ với các bạn. Rồi chúng ta cùng bắt đầu nhé. Yeah. Cái việc đầu tiên khi mà mình biết mình bị lay off đó là mình phải suy nghĩ về làm sao mình có thể kiểm soát chi tiêu của mình. Vì ở Mỹ có rất là nhiều bills các bạn à, có đủ thứ bill hết. Có nhiều người thì có nhà rồi, hiện tại họ chưa có nhà, nhưng mà họ có apartment là tiền tiền thuê nhà nè, tiền xe nè, tiền bảo hiểm xe nè, tiền xăng nè, tiền chợ nè, tiền student loans là ngày xưa đi học á, mượn tiền của chính phủ đi học là phải trả, bây giờ mỗi một tháng là phải trả là bao nhiêu đó nè. Chưa tính tiền là credit card, là cái tiền thẻ tín dụng nè. Rồi tiền bảo hiểm cho người của mình nữa. Tại bây giờ lay off thì công ty đâu có trả tiền bảo hiểm đâu. Thế là phải có rất nhiều thứ và nhiều chi tiêu mình suy nghĩ. Thì Hào nghĩ đây là một cái thời gian tốt nhất mà mình phải tập trung suy nghĩ lại là mình có thể cắt giảm chi tiêu nào được nhất thì mình nên cắt giảm. Bởi vì sao? Bởi vì lay off đâu có tiền đâu. Thì các bạn biết là unemployment là chính phủ sẽ
cho mình tiền mỗi tháng để mình có thể trang trải cuộc sống, nhưng mà cái tiền đó thật sự là không có đủ đâu vào đâu hết á, có nhiều khi cũng chẳng đủ trả tiền nhà nữa, nên là mình phải cắt giảm chi tiêu tối đa mức có thể và tiết kiệm thật là tiết kiệm cho đến khi mình có job mới hoặc là mình cái job mình nó kêu mình đi làm lại. Một điều rất quan trọng khi là mình biết mình bị lay off thì mình sẽ phải fill out cái unemployment liền. Đó là cái bước đầu tiên mà bạn phải làm, tại vì đó là cái số tiền mà bạn sẽ lấy được từ chính phủ và rất rất là cần thiết nếu như mà bạn không có saving, có nghĩa là những tiền tiết kiệm. Thì khi mà cái unemployment, mình được trả unemployment thì nó sẽ đỡ cho mình một cái số tiền ra. Và điều đó rất là quan trọng, các bạn nhớ nhé. Fill out unemployment immediately, làm ngay tức khắc. Tiếp theo là các bạn nên gọi cho nhà bank của các bạn. Nếu như bạn có nợ thẻ tín dụng credit card thì phải gọi lên những nhà bank đó và nói rằng bây giờ tao đang bị unemployment, tao không có đủ khả năng để mà chi trả một payment như thế này hay là trả interest như thế nào đó, thì tụi bay có cách nào để mà giúp tao hay không. Thì những người mà ở bang thì họ rất là professional về cái việc này, họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ mình để có thể vượt qua cái khoảng thời gian khó khăn này, bởi vì họ cũng sẽ hiểu là con người mà, đúng không, thì cũng có lúc mà lên lúc xuống, thì đó là cái lúc mà mình cần họ giúp. Cứ nghĩ đi, một năm nó ăn biết bao nhiêu tiền interest của mình rồi, không lẽ bây giờ mình bị có chút xíu như vậy nó không giúp, đúng không nào. Bảo hiểm y tế là một cái nữa Hào nghĩ rất là cần thiết. Khi mà các bạn làm cho công ty mà có trả bảo hiểm y tế cho các bạn, đến khi mà bị mất việc thì sẽ dĩ nhiên là sẽ mất luôn bảo hiểm y tế như là Hào đây. Thì hiện tại thì bởi vì cái corona nên cái Washington State của Hào nó có offer, có nghĩa là nó cho cái bảo hiểm y tế được miễn phí. Và hiện tại thì miễn phí đến các bạn có thể sign up đến ngày 8 tháng 4 này là hạn chót để sign up cho miễn phí bảo hiểm y tế. Bảo hiểm y tế ở Mỹ là một cái điều rất là quan trọng, bởi vì nếu như mà mình không có bảo hiểm y tế, mình đi lỡ có cái gì bị cái gì rồi thì không có bảo hiểm y tế sẽ rất là tốn rất là nhiều tiền. Sau khi file unemployment thì các bạn nên nhìn vào tìm kiếm bảo hiểm y tế cho mình, bởi vì đó rất là quan trọng nữa. Hình như là nãy giờ nói cái gì cũng quan trọng hết các bạn à, tại vì thật sự đây là lần đầu tiên mà thất nghiệp. Lần đầu tiên là thất nghiệp mà đúng là một cái cuộc trải nghiệm rất là thú vị. Thật sự là rất rất thú vị. Không biết là một tháng tới đây sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại thì có cảm giác hơi bị lạ, tại vì 30 tuổi đầu rồi lần đầu tiên bị thất nghiệp. Nhưng mà chưa sao các bạn nhé, đừng nản lòng. Cứ tiếp tục bình tĩnh, cố gắng và cơ hội sẽ đến với chúng ta thôi. Rồi sau đó các bạn có thể gọi vào những công ty như là công ty Internet nè. Nó có thể có những cái dịch vụ cắt giảm giá thành cho những người đang gặp trường hợp khó khăn. Là Hào có student loan, là Hào mượn tiền đi học hồi đó, thì bây giờ phải gọi lên nói là bây giờ tao không có đủ khả năng chi trả như thế nào đó, mày có cách nào có thể giúp cho tao hay không. Nhưng các bạn biết không, thực sự nói là không đủ khả năng chi trả cũng đúng. Nhưng mà hiện tại trong thời gian này mình không có thu nhập thì dĩ nhiên là mình phải muốn tiết kiệm và cắt bớt được những cái phần nào mà mình có thể đến mức tối đa. Thì những cái phí, những cái trả tiền lại như là student loan này thì mình có thể khước qua được những tháng sau nữa, thì tại sao mình không làm. Đó là một cái điều mà Hào nghĩ là không có gì là phải e dè, cũng như không có gì là phải ngại hết, tại vì đây là cái quyền lợi của mình. Hiện tại là cái tình hình chung là ai cũng bị cắt thu nhập, nên mình phải sử dụng cái quyền lợi của mình một cách triệt để. Bây giờ không có nhà hàng quán ăn mở cửa này nọ nữa, chỉ có là mở cửa thì mình có thể lấy đồ to go thôi, hoặc là lấy đồ check out. Thì cái đó cũng một cái điều rất là tốt, tại vì đỡ phải xài tiền và thực sự là đi chợ về tự nấu ăn sẽ tiết kiệm được hơn rất là nhiều. Nên đó là một cái khoản có thể tiết kiệm được khoản chi tiêu nữa là đi chợ tự về nhà nấu ăn. Chỉ có một cái buồn là không có được đi ra quán bar ngồi trò chuyện tán gẫu với bạn bè nữa. Nhưng mà hiện tại thì chịu thôi chứ sao giờ. Chỉ có mới ngày đầu tiên thôi á mà nó đã chán như vậy rồi. Mà trời đất ơi, 2 tháng tiếp theo mà ngồi ở nhà không chắc điên quá. Thế là Hào nghĩ là YouTube là một cái công cụ rất là tốt để mà có thể kết nối với cả các bạn và có thể giải tỏa được cái, không phải là stress nữa mà là vì là sắp nổ tung. Tại vì Hào là một người rất là năng động, mà nếu như mà bị kìm cặp như thế này mà bây giờ không có gym để mà đi nữa thì làm sao đây.
Thôi thì tới đâu hay tới đó, và hy vọng là ngày nào cũng có thể lên đây và ngồi nói chuyện với các bạn. Không nói ít thì cũng nói nhiều, thật sự Hậu cũng có một cái list là Hậu muốn làm cái gì. Hậu nghĩ là sắp tới Hậu sẽ chia sẻ với các bạn là Hậu đã qua Mỹ như thế nào và tìm được cái việc mà Hậu đang làm như thế nào, cũng như là đó là một cái, hình như Hậu cũng nghĩ đó là một cái kinh nghiệm tốt cho những bạn nào mà sắp qua Mỹ và đang ở Mỹ và muốn tìm việc hoặc là cách để mà có thể sinh tồn ở nước Mỹ này. Thực sự nói nước Mỹ cái gì là ghê gớm thì ai cũng có thể khả năng sinh tồn thôi, nhưng mà chia sẻ được cái gì thì hay cái đó, tại vì Hậu là người thích chia sẻ mà, đúng không? Tại sao không nào? Và YouTube là một cái công cụ rất là tốt. Và vlog hôm nay đã hết rồi. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe, chia sẻ rộng rãi. Và đừng quên để lại những comment cho Hào. Nếu như các bạn bị quarantine, các bạn ở nhà không có gì làm hoặc là đang thất nghiệp, làm gì đây? Tình hình chung mà. Nhưng mà cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua cái này và mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đừng quên giữ một tinh thần thật là lạc quan và thoải mái nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của